everybody. I'm very happy to see you today and welcome to our class. Xin chào tất cả các em học sinh lớp 4. Chào mừng các em đã quay lại với lớp học của chúng ta ngày hôm nay. Today we will learn unit 15, When's Children's Day? Lesson 1. Với bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ được học một số lễ hội. Okay? So look at the picture and guess. What festival is this? Nhìn vào picture này chúng ta có thể đoán được đây là lễ hội gì không? Đó chính là năm mới đúng không nào? That's it. New Year. New Year. Now listen again and repeat. New Year. New Year. Next one. How about this picture? Đây là ngày dành cho chúng các em. Đó chính là Children's Day. Children's Day. Ngày thiếu nhi. Okay. Now listen again and repeat. Children's Day. Children's Day. How about this picture? So can you guess who is this? Who is this? The teacher, alright? So that's it. Teacher's Day. Teacher's Day. Ngày nhà giáo. Now listen again and repeat. Teacher's Day. Teacher's Day. Okay? How about this one? So who is he? He's Santa Claus. Ông già Noel đúng không nào? Vậy đây là chính là ngày Giáng sinh. Christmas. Christmas. Now listen again and repeat. Christmas. Christmas. Ok, như vậy cô vừa cung cấp cho chúng ta tên gọi của các lễ hội. Đó chính là New Year, Children's Day, Teacher's Day and Christmas. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với Activity 1 trong IC Books để xem cách các bạn hỏi và trả lời về thời gian diễn ra các lễ hội này như thế nào. Ok, let's go. Lesson 1. 1. Look, listen and repeat. Ok, let's look at the picture. Who is this? My, and this is Tom, alright? And look at my. Is he pretty? Yes. Hôm nay chúng ta nhìn bạn Mai rất là xinh đẹp đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ cùng xem bạn Mai đang đi đâu mà đẹp như vậy nhé. Now let's listen. Hi Mai, you look very smart today. Yes, because we're having a party. Hi Mai, you look very smart today. Chào Mai, bạn trông thật là lịch sự ngày hôm nay. Yes, because we're having a party. Đúng rồi, bởi vì hôm nay chúng ta có một buổi tiệc. Now listen again and repeat. Hi Mai, you look very smart today. Yes, because we're having a party. Next one. 1. Look, listen and repeat. What party is it? It's a party for Children's Day. What party is it? Tiệc gì vậy? It's a party for Children's Day. Đó là bữa tiệc cho ngày quốc tế thiếu nhi. Now listen again and repeat. What party is it? It's a party for Children's Day. Next picture. 1. Look, listen and repeat. And look at this. You can see a date, right? The first of June. Vậy chúng ta sẽ cùng xem các bạn nói gì về ngày này nhé. When is it? It's on the 1st of June. When is it? Nó là vào khi nào? It's on the 1st of June. Nó là vào ngày 1 tháng 6. Listen again and repeat. When is it? It's on the 1st of June. And the last one. 1. Look, listen and repeat. Come and join us. Yes, thank you. Come and join us. Hãy đến và tham gia với chúng tớ nào. Yes, thank you. Vâng, cảm ơn. Now listen again and repeat. Come and join us. Yes, thank you. Như vậy, thông qua Activity 1 trong IC Books, các em đã biết cách các bạn hỏi và trả lời về thời gian diễn ra các lễ hội, đúng không nào? Bây giờ hãy cùng cô nhìn lại mẫu câu này nhé. Okay, so look at this picture. So what day? That's it. Children's Day. Và để biết khi nào sẽ diễn ra ngày hội của các bạn nhỏ đúng không? Ngày thiếu nhi chúng ta sẽ đặt câu hỏi gì?
When is Children's Day? When is Children's Day? And it's on the 1st of June. Ngày 1 tháng 6 đúng không nào? It's on the 1st of June. Now listen again and repeat. When is Children's Day? It's on the 1st of June. Vậy các em lưu ý để nói về ngày chúng ta dùng giới từ on. Ok? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với các hoạt động trong IC Book để luyện tập nhiều hơn về mẫu câu này các em nhé. 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. Ok, now let's practice the patterns with activity 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập mẫu câu mình vừa học với hoạt động số 2 này các em nhé. Các em sẽ lần lượt thực hành hỏi và trả lời về thời gian diễn ra các ngày lễ ở đây. Now let's see picture A, New Year, and the date, the 1st of January. Picture B, Children's Day, the 1st of June. Picture C, Teacher's Day, the 20th of November. And picture D, Christmas, the 25th of December. Ok, bây giờ các em sẽ nhấn vào từng hình, lắng nghe câu hỏi, câu trả lời và lặp lại nhé. Now let's listen and repeat. When is New Year? It's on the 1st of January. When is Children's Day? It's on the 1st of June. When is Teacher's Day? It's on the 20th of November. When is Christmas? It's on the 25th of December. Ok, sau khi thực hành xong, các em còn có thể thực hành hỏi với bạn mình về những ngày lễ cũng như những lễ hội của Việt Nam và những đất nước trên thế giới nhé. And now let's move on to activity 3. 3. Listen and teach. Ở hoạt động này, chúng ta sẽ được củng cố kỹ năng nghe và nhiệm vụ của các em sẽ là nghe và đánh dấu tích. Vậy trước khi nghe, hãy cùng cô phân tích các picture nhé. Now look at number 1, picture A. So you see, Christmas. And what date? 25th of December. Okay? Picture B is New Year, the 1st of January. And picture C, Children's Day, the 1st of June. Number 2, picture A, see, Teacher's Day, the 20th of November. Picture B, Christmas. And picture C, New Year, right? Number 3, picture A, Christmas. Picture B, Halloween. Okay, do you know Halloween? So the 31st of October. And picture C, that's it, Children's Day. Như vậy, cô vừa phân tích cho chúng ta các picture cũng như nêu ra các ngày của những ngày lễ này. Em hãy tập trung lắng nghe và chọn cho mình được picture chính xác nhé. Now let's listen number 1. 1. You look smart today, Tom. We are going to have a party for New Year. When is New Year in your country? It's on the 1st of January. Okay, so it's very clear. They are talking about New Year. So what picture? Picture B, okay? Now number 2. 2. My, you have lots of beautiful flowers. Yes, for our teachers. We are having Teacher's Day. When is it? It's on the 20th of November. So they are talking about Teacher's Day, all right? So picture A. And number 3. 3. Where are you going, Fong? I'm going to the supermarket. I want some cakes and sweets for Children's Day. Children's Day? When is it? It's on the 1st of June. So what can you hear? Children's Day and the 1st of June, all right? So that's it, picture C. Như vậy, cô vừa chỉ ra những keywords các em cần lắng nghe trong từng đoạn băng.
Nếu các em chưa nghe được, hãy nhấn play để nghe lại trước khi nhấn submit để kiểm tra câu trả lời của mình nhé. Now let's check the answer. Well done. And now let's move on to activity 4. 4. Look and write. Ở hoạt động này, các em sẽ được củng cố kỹ năng viết. Chúng ta sẽ nhìn vào tranh và trả lời những câu hỏi dựa theo gợi ý. When is Christmas? It's on. So Christmas is on the 25th of December. Alright. So you write, it's on the. Các em lưu ý khi viết về ngày, chúng ta luôn luôn sử dụng the 25th of December. Và một lưu ý nữa là khi chúng ta viết tháng, chúng ta phải viết hoa. Ok. Number two, when is Teacher's Day? So it's on the 20th of November. Ok. And when is Children's Day? It's on the 1st of June. Như vậy các em sẽ tự mình thực hiện những câu còn lại, sau đó nhấn submit để kiểm tra câu trả lời của mình nhé. And now let's move on to the last activity. 5. Let's sing. Bây giờ hãy cùng nhau thư giãn với bài hát Happy New Year, ok? Trước khi chúng ta lắng nghe giai điệu bài hát, hãy cùng cô đọc qua lời của bài hát nhé. Happy, happy new year, happy, happy new year. Time for hope and time for cheer. Happy, happy new year. Happy, happy new year, happy, happy new year. A song of joy for all to hear. A new year comes, we say hooray. Happy new year, ok? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe giai điệu của bài hát nào. Let's listen. Happy, happy new year. Happy, happy new year. Time for hope and time for cheer. Happy, happy new year. Happy, happy new year. Happy, happy new year. A song of joy for all to hear. A new year comes, we say hooray. Happy new year. Như vậy các em đã nắm được giai điệu của bài hát đúng không nào? Let's listen again and sing along. Happy, happy new year. Happy, happy new year. Time for hope and time for cheer. Happy, happy new year. Happy, happy new year. Happy, happy new year. A song of joy for all to hear. A new year comes, we say hooray. Happy new year. That's all for our lesson today. Như vậy bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Về nhà các em hãy nhớ học thuộc từ vựng và mẫu câu mình đã học ngày hôm nay. Đó là từ vựng về các ngày hội New Year, Children's Day, Teacher's Day and Christmas. Cũng như ghi nhớ thời gian diễn ra các ngày lễ đó. Ok, hãy làm lại các bài tập trong IC Book và đừng quên chuẩn bị cho bài mới Unit 15 Lesson 2. Goodbye and see you later.